Lạy Thiên Chúa, từ nhân
chú xe, kính thưa quý cha trọng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý vị chính quyền các cấp, luôn quan tâm săn sóc giáo sư chúng con, đã ưu đãi cắt đặt các linh mục về phục vụ giáo sư chúng con qua các thế hệ, để đức tin chúng con luôn được củng cố và thăng tiến. Chúng ta thuộc về nhau.